Chuyện cổ tích Ong Chúa. Chương 1. Ba chàng hoàng tử. Ngày xưa có hai hoàng tử thích phiêu lưu, lâu dần quen sống hoang dã nên không trở về nhà nữa. Người em út thường gọi là chú ngốc lên đường đi tìm hai anh. Tìm mãi gặp được hai anh, nhưng chàng lại bị hai anh giễu cợt rằng: "Ngu như chú ngốc mà cũng tính chuyện đi cùng trời cuối đất. Khôn ngoan như hai anh đây mà còn chẳng đi đến đâu." Ba anh em đang đi thì gặp một tổ kiến. Hai anh muốn phá tổ kiến để xem kiến vỡ tổ chạy tha trứng đi như thế nào. Nhưng chú ngốc can ngăn: "Để chúng sống yên thân, em không thích chuyện các anh quấy nhiễu chúng." Ba anh em lại tiếp tục lên đường. Tới bên một cái hồ đầy vịt đang bơi, hai người anh muốn bắt một đôi làm thịt quay ăn, nhưng chú ngốc không tán thành và nói: "Để cho chúng yên lành, em không thích chuyện giết súc vật." Cuối cùng, ba anh em trông thấy một tổ ong đầy mật, mật tràn ra cả thân cây. Hai người anh muốn đốt lửa ở dưới gốc cây hun cho ong sặc khói để trèo lên lấy mật. Nhưng chú ngốc giữ hai anh lại và nói: "Để cho chúng yên thân, em không thích chuyện các anh đốt tổ ong." Chương 2. Lâu đài dính lời nguyền. Rồi ba anh em tới một tòa lâu đài vắng tanh vắng ngắt. Chỉ thấy toàn ngựa đá đứng trong chuồng, chứ không thấy một bóng người nào. Họ đi dạo qua tất cả các phòng, đến trước một cái cửa đóng im ỉm, có ba chiếc khóa. Chính giữa cửa có đục một cửa sổ nhỏ, qua đó có thể nhìn vào trong buồng được. Họ trông thấy một người đàn ông bé nhỏ, tóc hoa râm, đang ngồi trên bàn. Họ gọi lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, nhưng người kia không hề nghe thấy. Mãi đến lần gọi thứ ba, người kia mới nghe rõ, đứng dậy mở cửa và bước ra. Người ấy chẳng nói một lời, dẫn họ đến trước một cái bàn bày la liệt thức ăn. Khi họ đã ăn uống xong, người ấy dẫn mỗi hoàng tử vào trong một buồng ngủ riêng. Sáng hôm sau, người tí hon tóc đã lốm đốm bạc tới buồng của anh cả, gọi anh cả ra và dẫn tới một cái bảng đá. Trên bảng có ghi rõ ba việc phải làm thì mới có thể giải thoát được cho cả lâu đài. Việc thứ nhất, có 1.000 viên ngọc của công chúa nằm dưới những đám rêu ở trong rừng. Phải tìm nhặt cho hết 1.000 viên ngọc ấy. Nếu trước khi mặt trời lặn mà không tìm đủ số ngọc ấy, dù chỉ thiếu một viên, thì người đi tìm sẽ bị hóa đá. Người anh cả đi vào rừng, anh tìm cả ngày, ròng rã đến khi mặt trời sắp lặn. Anh chỉ nhặt được 100 viên ngọc. Y như lời viết trên bảng, người anh cả bị hóa đá. Tiếp đến, ngày hôm sau, người anh thứ hai lại tính chuyện phiêu lưu. Số phận anh ta cũng chẳng hơn gì người anh cả. Anh chỉ tìm thấy 200 viên ngọc và cũng bị hóa đá. Chương 3. Sự giúp sức của bầy kiến, đàn ong và đàn vịt. Sau cùng đến lượt chú ngốc. Chú tìm trong rêu, nhưng tìm ngọc đâu phải là dễ. Công việc chạy chậm lắm. Chú ngồi lên một tảng đá và khóc nức nở. Bỗng kiến chúa mà chú đã cứu sống khi xưa cùng với 5.000 quân kiến kéo tới. Chỉ trong chốc lát, những con vật nhỏ xíu kia chia nhau đi tìm ngọc và đã tha về xếp thành một đống. Việc thứ hai, phải mò ở dưới đáy bể sâu lên chiếc chìa khóa buồng ngủ của công chúa. Khi chú ngốc vừa mới ra tới bể,
thì đàn vịt mà chú cứu thoát khi xưa bơi lại gần chú. Chúng hụp lặn và mò được chiếc chìa khóa ở dưới đáy biển khơi. Việc thứ ba là việc khó nhất. Phải tìm ra trong ba công chúa đang ngủ, cô nào là trẻ nhất và đáng yêu nhất. Cả ba đều giống nhau như đúc. Họ chỉ khác nhau ở chỗ, trước khi ngủ, ba nàng ăn những đồ ngọt khác nhau. Cô cả ăn một viên đường, cô thứ hai uống nước siro, cô em út ăn một thìa đầy mật ong. Giữa lúc đang băn khoăn thì ong chúa của loài ong bay tới. Ong chúa mà chú ngốc đã cứu khi xưa muốn tới giúp chú. Ong bay đậu trên môi từng người một, ngửi. Rồi cuối cùng ong chúa đậu lại trên môi cô công chúa đã ăn mật ong. Do vậy, hoàng tử út nhận ra ngay người mình phải tìm. Thế là quỷ thuật hết màu nhiệm, cả lâu đài thoát khỏi giấc ngủ triền miên. Những ai đã hóa đá đều trở lại thành người. Hoàng tử ngốc cưới nàng công chúa trẻ nhất, đáng yêu nhất và được nhà vua truyền cho ngôi vua sau khi băng hà. Còn hai người anh trai của chú lấy hai nàng công chúa là chị gái của công chúa út. Từ đó trở đi họ sống hạnh phúc mãi mãi. Ông chúa là câu chuyện cổ tích nói về lòng biết ơn của hai anh em nhà Grimm, nhắc nhở các bé phải biết sống có tình có nghĩa với anh em, bạn bè và với những người đã giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Câu chuyện còn góp phần giúp cho các bé có một tâm hồn trong sáng, lương thiện và thêm yêu quý các loài động vật xung quanh mình. Ở hiền luôn luôn gặp lành, đó là mong muốn của người xưa trong các câu chuyện cổ tích. Hoàng tử út được cưới nàng công chúa trẻ nhất, đáng yêu nhất và được nối ngôi vua sau khi vua băng hà.